đội cứu thương quá trời luôn. Trời ơi, nó nhìn cái xe đẹp quá mà nó mất bệnh. Rồi hôm nay là ngày thứ hai. Mình quay lại thì xe có lắp ráp cái dàn đèn đuôi rồi đó, nhìn rất là đẹp luôn. Tại hoa văn đây đó, cái này còn dính cái keo hơi đen đen đó, thì lau chùi nó sẽ đẹp. Xe chưa có ra ha, xe ra sẽ rất là bóng bẩy và đẹp luôn đó. Về sau bộ trước có quay rồi. Cái này bình nhôm test khí xong rồi thì tháo ra ha, niền mình khắc full hết, đã mạ rôm rồi, rất là đẹp. Đây đây cái nắp bình xăng ha, bữa mình có khắc rất là đẹp ha. Rồi di động à, này mạ vàng luôn rồi, rất là đẹp. Đó. Đó, cái bộ đèn này hôm bữa mình có đăng nè, bây giờ lên xe rồi anh em nhìn đây, khác full hết, rất là đẹp luôn. Quá đã ha. Ở đây nữa. À. Rất là đẹp luôn ha. Đầu cái đầu là một cái điểm nhấn không thể nào bỏ qua được. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Này xuống tới cái hộp. À, khắc phun hết, không còn chỗ nào hết. Về sau cũng có con heo nhỏ bên kia. Đó. Đây anh em. Đó, anh em khắc luôn. Rất là đã luôn. À, cái này lên đèn, lên đồ nó hơi bị đẹp. Đây con heo. Đó. Đẹp luôn. Mạ vàng ha, mạ vàng hết. Này đó. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì mình khắc full vô trong luôn. À nên khi ráp lên xe không có chỗ nào mà sót cả. Anh em nhìn rất là chi tiết đầy đủ. Đó, mình làm xong mình còn mê nữa mà. Đó, cái thắng côn này là mạ vàng luôn rồi. Đó, mạ vàng luôn á. Đó, này dính keo nè. Mạ vàng luôn. Rất là đã. À, cục máy thì hôm bữa quay rồi đúng không? Đó. Đây con heo, đây heo bữa mình khác này. Ha, xe này thì đang lắp ráp, chưa có lau chùi vệ sinh nên còn dính keo nè. Đó, keo anh chủ anh dán lại để cho nó không có bị chạy xước. Đó, rất là đã luôn nè, bộ la văn đó, hoa văn full hết, đẹp, quá đẹp luôn. Mạ vàng luôn ha.